Trên thế giới nổ bom xe tại căn cứ quân sự ở Colombia Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một tai nạn thảm khốc ở Đông Bắc Mexico Nổ bom tại doanh trại quân sự Somalia 15 người thiệt mạng Tại Philippines nổ nhà dân 11 người thương vong Lũ lụt ở Lào gây ảnh hưởng đến hơn 3.000 người Tại Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái bị bắt vì gian lận bảo hiểm Tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại CDC vào ngày 24 tháng 6. Hiểm họa từ những hố ga mất nắp tại Hà Nội. Hải Phòng điều tra vụ nữ thẩm phán bị tấn công. Đồng Nai bắt giam một nguyên trưởng phòng do lừa đảo. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại nhà ở kết hợp cơ sở kinh doanh. Quý vị xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang quay trở lại với bản tin 24 giờ được phát sóng trên kênh FBNC. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, Mỹ tiếp tục trải qua một mùa hè rực lửa khi các vụ bạo lực súng đạn vẫn diễn ra thường xuyên trên khắp đất nước. Vụ nổ súng mới đây tại một nhà máy ở bang Alabama ở Mỹ đã làm thương vong ít nhất 4 người, gây hoang mang cho nhiều cư dân sống trong khu vực. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, những tiếng súng lại vang lên vào lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương tại một nhà máy sản xuất vòi chữa cháy ở thành phố Anberview, thuộc bang Alabama, vụ việc khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Các nạn nhân còn sống sót ngay sau đó đã được đưa đến trung tâm y tế để điều trị. Theo lực lượng cảnh sát, kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra và tự kết liễu ở khu vực gần đó. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Danh tính các nạn nhân cũng như nghi phạm vẫn chưa được phía cảnh sát tiết lộ. Vào cùng ngày, một vụ tấn công bằng súng khác cũng đã diễn ra ở thành phố Chicago, thuộc bang Illinois của Mỹ, khiến 4 người gồm 3 phụ nữ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như tình tiết của vụ tấn công trên. Lực lượng cảnh sát Chicago nhận được tin báo về vụ việc lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương. Khi cảnh sát tới hiện trường thì phát hiện 8 người thương vong. Được biết vụ việc trên xảy ra sau một cuộc họp tại nhà riêng của một trong số các cá nhân có liên quan. Trả lời báo chí, thị trưởng thành phố Chicago, Lori Lightfoot, nhấn mạnh vụ tấn công là hồi chuông cảnh báo, lực lượng chức năng lẫn người dân phải thể hiện vai trò trách nhiệm chung chấm dứt tình trạng bạo lực xảy ra trong thành phố này, đặc biệt là hạn chế việc cá nhân mua bán vũ khí bất hợp pháp. Thành phố Chicago là địa phương xảy ra nhiều vụ tấn công có dùng súng ở Mỹ. Từ đầu năm đến nay đã có gần 1.600 người bị bắn tại thành phố này, cao hơn 195 người so với năm 2020. Trên toàn nước Mỹ đến thời điểm hiện tại đã xảy ra hơn 260 vụ việc tương tự sau khi nới lỏng các hoạt động hạn chế phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, một vụ nổ bom xe ô tô nhằm vào căn cứ quân sự ở thành phố biên giới Cucuta, Colombia đã khiến ít nhất 36 người bị thương, nạn nhân bao gồm cả các binh sĩ và dân thường. Nhà chức trách nước này gọi đây là một vụ tấn công hèn nhát khi chưa có nhóm nào đứng ra thừa nhận đã thực hiện vụ việc. Đây là vụ nổ bom xe thứ hai diễn ra tại Colombia. Trước đó, hồi tháng 3, một vụ nổ bom xe tương tự đã diễn ra tại một thị trấn nằm sát chính quyền thành phố tự trị Corinto, cũng khiến 43 người bị thương. Thủ phạm sau đó được xác định là nhóm các cụ thành viên lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC đã giải giáp. Suốt gần 60 năm qua, các cuộc xung đột tại Colombia đã khiến hơn 9 triệu người thiệt mạng, mất tích hoặc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đây là con số hết sức đau lòng, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào cụ thể để chấm dứt tình trạng nói trên. Thưa quý vị, bang Tamaulipas, đông bắc Mexico, vừa xảy ra một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng, khiến ít nhất 12 nạn nhân tử vong và 10 người bị thương. Đây được xem là một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc nhất từ đầu năm đến nay ở Mexico, được dư luận quan tâm chia buồn. Giới chức Mexico cho biết, chiếc xe khách gặp sự cố lật nhào khi đang lưu thông trên một tuyến quốc lộ từ thành phố Zapin Reynosa, tại bang Tamaulipas, đến thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, lân cận hậu quả là 9 người tử vong tại chỗ và 3 người tử vong tại bệnh viện. Theo nhận định, các tuyến lộ của bang Tamaulipas là một trong những cung đường nguy hiểm nhất Mexico bởi các đối tượng băng nhóm tội phạm thường xuyên tiến hành các vụ bắt cóc, tống tiền trên tuyến đường này. Tuy nhiên, đối với sự việc trên, nhà chức trách xác định chưa có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Nguyên nhân đến giờ vẫn còn đang được điều tra làm rõ. Hàng nghìn người Hungary đã tổ chức cuộc biểu tình nhằm phản đối dự luật cấm hôn nhân đồng tính và chuyển đổi giới tính trong trường học mà thủ tướng Viktor Orbán đề xuất trong bối cảnh cuộc bầu cử mới sẽ được diễn ra vào năm sau. Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài quốc hội ở thủ đô Budapest của Hungary và giơ cao những lá cờ cầu vồng cùng các biểu ngữ với nội dung: "Không thể cấm chúng tôi, tình yêu đồng giới là điều hợp pháp" cuộc biểu tình đã nổ ra khi đảng fides cầm quyền của thủ tướng viktor orbán đưa ra các đề xuất liên quan đến các vấn đề lgbt họ yêu cầu những nghị sĩ quốc hội không nên bỏ phiếu thông qua dự luật và nhấn mạnh rằng liên hiệp quốc từng kêu gọi hungary giảm thiểu phân biệt đối xử với những người thuộc cộng đồng lgbt nhiều người cho rằng ông Orbán, một người theo chủ nghĩa dân tộc, đang trở nên cực đoan trong các chính sách xã hội của mình khi đưa ra các quy định chống lại người nhập cư và người đồng giới. Hiện chính phủ ông Orbán đang định nghĩa lại hôn nhân trong hiến pháp là sự kết hợp giữa một nam và một nữ, đồng thời hạn chế những người đồng tính nhận con nuôi. Việc này cũng đã đẩy những người chuyển giới vào tình trạng không được pháp luật công nhận. Theo truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất 15 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Somalia đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom tại một cơ sở quân sự ở thủ đô Mogadishu. Sĩ quan quân đội Somali Soraya Ali cho biết một vụ nổ ở một doanh trại huấn luyện quân đội Degobadan ở thủ đô Mogadishu đã xảy ra vào ngày 15 tháng 6 vừa qua. Sau khi kẻ tấn công trà trộn vào đội ngũ binh lính mới tuyển đứng ngoài doanh trại và kích nổ quả bom cài trên người, lực lượng chức năng xác nhận khoảng 15 binh lính đã thiệt mạng và dự báo số lượng thương vong sẽ còn tiếp tục tăng. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất tại thủ đô của Somalia trong 18 tháng qua. Trước đó, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại một trạm kiểm soát bên ngoài trại huấn luyện quân sự General Degaben, khiến 10 tân binh thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Trong suốt 3 thập kỷ qua, đất nước châu Phi này đã phải hứng chịu tình trạng bất ổn chính trị và nạn đói hoành hành kể từ khi những nhóm Tổ dạy Hồi giáo cực đoan bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công gây nhiều thương vong nhằm vào các cơ sở quân đội, điểm chốt an ninh của chính phủ. Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên. Mới đây, giới chức y tế Afghanistan xác nhận ít nhất 4 nhân viên thuộc các điểm tiêm vaccine ngừa bại liệt đã thiệt mạng cùng 3 người khác bị thương trong nhiều vụ tấn công khác nhau ở thành phố Jalalabad của nước này. Theo tiến sĩ Chan Mohammad, người đứng đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa bại liệt tại tỉnh Nagana, các phần tử cực đoan đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào ba địa điểm tiêm chủng tại thành phố Chalalabad. Bốn nhân viên y tế thiệt mạng đều là nam giới. Hiện ba nạn nhân bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện trong khu vực. Vụ việc trên xảy ra khi chương trình tiêm chủng ngừa bại liệt được triển khai trở lại vào ngày thứ hai. Trước đó vào tháng 3, các tay súng cũng đã sát hại ba nữ nhân viên tiêm vaccine tại Chalalabad và khiến chiến dịch tiêm chủng phải tạm dừng trong 3 tháng hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện sự việc trên nhưng lực lượng taliban đã phủ nhận liên quan đến các vụ tấn công tương tự Indonesia mới đây tiếp tục hứng chịu thêm một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Maluku, miền đông nước này, song cũng có nguy cơ gây ra sóng thần. Theo cơ quan địa lý và khí tượng học Indonesia, trận động đất xảy ra vào lúc khoảng 11 giờ 40 phút sáng ngày 16 tháng 6 theo giờ địa phương, có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách khu vực Maluku Tengah 67 km về phía đông nam. Hiện chính quyền địa phương chưa nhận được báo cáo chính xác về số người thương vong trong vụ động đất, nhưng qua đánh giá sơ bộ họ thấy rằng thiệt hại về tài sản là không nhỏ. Indonesia là quốc gia nằm trên vành đai lửa thái bình dương và thường xuyên xảy ra động đất vào tháng 12 năm 2004, một trận động đất 9,1 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia, gây ra sóng thần khắp Ấn Độ Dương và làm khoảng 220.000 người thiệt mạng. Trong đó có khoảng 170.000 người là cư dân Indonesia. Tháng 1 năm nay, một trận động đất tiếp theo mạnh 6,2 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 90 người, làm hơn 820 người bị thương và khiến khoảng 28.000 người phải đi lánh nạn tại huyện Majene và thành phố ven biển Mamuju thuộc tỉnh Tây Sulawesi của nước này. Thưa quý vị cảnh sát Philippines vừa cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ nổ nhà riêng của một quan chức địa phương ở tỉnh Masbate, miền Trung nước này. Vụ việc xảy ra vào 13 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương, khiến ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hiện những người còn sống sót bao gồm cậu bé 7 tuổi đã được chuyển đến bệnh viện trong khu vực để điều trị. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ đến từ một thiết bị nổ được dùng để đánh bắt cá trái phép. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Hơn 3.000 người ở một số ngôi làng thuộc tỉnh Sayaburi, Bắc Lào đã bị ảnh hưởng bởi một trận lũ lụt nghiêm trọng sau những ngày mưa không ngớt. Quan chức cảnh sát quân đội và tình nguyện viên nước này đang làm việc suốt ngày đêm để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trận thiên tai mang tính lịch sử. Các khu vực ở miền Bắc và miền Trung Lào cũng bị ảnh hưởng lũ lụt sau khi cơn bão nhiệt đới Koguma đi qua vào cuối tuần trước. Chính phủ đề nghị các ban ngành liên quan tăng cường rà soát, báo cáo thiệt hại sai sau tai họa các địa phương bị ảnh hưởng khẩn trương đẩy mạnh hơn nữa công tác cứu hộ cứu nạn đưa người dân đến vùng an toàn chính phủ cũng đang nghiên cứu các phương án giảm nhẹ khắc phục thiệt hại sớm giúp người dân ổn định cuộc sống Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1964 trú tại thành phố Yên Bái, giám đốc bệnh viện giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về tội gian lận bảo hiểm y tế. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tiến hành khởi tố đối với Đặng Thanh Huệ, sinh năm 1970 trú tại tổ 15 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, là bác sĩ, trưởng khoa ngoại bệnh viện trên cùng về hành vi gian lận bảo hiểm y tế hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tiếp tục đấu tranh làm rõ thông tin tiếp diễn của vụ việc này sẽ được fbnc tiếp tục thông tin ở các bản tin sau liên quan tới vụ nổ xảy ra tại thị trấn thác bà tỉnh yên bái khiến một người tử vong mới đây cơ quan chức năng của tỉnh này cho biết ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc đã lập tức chỉ đạo công an thị trấn thác bà bảo vệ hiện trường qua các hoạt động điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định vụ việc này xảy ra bởi vật liệu nổ tự chế Trước đó vào sáng 15 tháng 6, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu bếp của nhà ông Vũ Quốc Quân, trú tại tổ dân phố 2 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Vụ việc khiến anh Vũ Đại Quốc sinh năm 1999, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình tử vong. Những người còn lại trong gia đình gồm các con cháu của ông Vũ Quốc Quân đang chơi ở ngoài sân may mắn không bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vừa qua thì tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết đã có quyết định xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội CDC Hà Nội. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 6. Trước đó, sau thời gian xét xử vào chiều 12 tháng 12 năm 2020, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, trong đó bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, nguyên giám đốc CDC Hà Nội, chịu trách nhiệm của người đứng đầu, khởi xướng và trực tiếp bàn bạc, ấn định giá thiết bị tham gia thầu nên có vai trò cao nhất nên đã bị tuyên phạt 10 năm tù. Theo hội đồng xét xử sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của đảng và nhà nước, đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã lập biên bản xử phạt tài xế xe tải Đỗ Xuân Hòa sinh năm 1991 ở huyện Chương Mỹ hà nội về hành vi lạng lách đổ xe trên đường không đúng nơi quy định. Trước đó, vào chiều 11 tháng 6, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video clip của một tài xế ghi lại hình ảnh xe ô tô tải từ phía sau, phóng vọt lên và dừng lại phía trước. Ngay sau đó, một nam thanh niên cầm theo gậy sắt, mở cửa xe tải bước xuống để đe dọa tài xế xe ô tô cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc làm rõ, xác định lái xe tải vi phạm trên là Đỗ Xuân Hòa. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hòa đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết vào chiều 11 tháng 6, trong lúc điều khiển xe tải chở hàng hóa trên quốc lộ 1, 1B từ Bắc Ninh về Hà Nội. Đến km 157, lái xe này đã nhiều lần xin vượt xe con phía trước, nhưng không được, vì vậy đã dẫn đến hành động bức xúc trên. Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ xử phạt một quán game hoạt động bất chấp lệnh cấm của thành phố. Trước đó, ngày 1 tháng 6, đội an ninh công an quận Đống Đa đã phối hợp với công an phường Trung Tự tiến hành kiểm tra một quán game tại số 77 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở này vẫn lén lút hoạt động và có 4 khách hàng đang chơi game. Tất cả đều không đeo khẩu trang. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sở này không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử phạt. Ngoài ra, đối với 4 cá nhân chơi game tại quán, ủy ban nhân dân phường Trung Tự cũng đã xử phạt về việc không chấp hành về phòng chống Covid-19 với mức phạt 2 triệu đồng mỗi người. Quý vị thân mến tại một con đường mới chạy thẳng từ cầu Hòa Bình trên đường Phan Trọng Tuệ đến gần Trạm biên siêu quần thuộc địa bàn huyện Thanh Trị, thành phố Hà Nội. Dù đường rất thoáng và rộng rãi nhưng lại tiêm ẩn hiểm họa tai nạn chết người vì những hố ga mất nắp được biết dù vẫn còn rất mới nhưng đã có nhiều hố ga bị mất nắp trên tuyến đường này phần lớn đều nằm ngay chính giữa đường bên cạnh đó những hố ga ven đường cũng bị mất nắp gây nguy hiểm cho người dân đặc biệt là trẻ nhỏ khi lưu thông qua tuyến đường này trước tình trạng này người dân địa phương đã cắm tạm cây để cảnh báo người đi đường tuy nhiên vẫn có một số vụ tai nạn xảy ra do những hố ga mất nắp thậm chí một số người còn cho biết trên tuyến đường đã từng xảy ra vụ tai nạn chết người ngay giữa ban ngày cũng vì hố ga mất nắp Mới đây thì công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với một trường hợp lợi dụng dịch bệnh để quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm không phù hợp theo quy định. Cơ quan chức năng cho biết từ ngày 9 tháng 5 năm 2021, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, một người phụ nữ trú tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là cộng tác viên bán thực phẩm chức năng của một công ty, đã dùng các tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng bài quảng cáo rao bán một số sản phẩm thực phẩm chức năng với các nội dung không phù hợp. Các bài đăng này đều có dấu hiệu phóng đại về công dụng, gây tâm lý chủ quan trong cộng đồng và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống dịch bệnh. Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phạt người phụ nữ này với tổng số tiền 15 triệu đồng đồng thời yêu cầu phải cải chính các thông tin không xác thực đã đăng tải trước đó Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Ô tô gặp nạn thuộc đơn vị phòng không không quân của quân khu 5. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Điện Phương. Thời điểm trên ô tô tải biển số QA7145 lưu thông theo hướng Bắc Nam khi đến địa điểm trên thì đâm vào hộ lan, lao xuống vực bên đường. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tại địa phương đã phối hợp cứu nạn, đưa hai người ngồi trên xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cả hai đã tử vong. Nguyên nhân tai nạn đang được quân khu 5 điều tra làm rõ. Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra vụ việc một nữ thẩm phán tại tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng bị tấn công tạt sơn vào người. Trước đó vào sáng ngày 14 tháng 6 khi đang trên đường đi làm qua đoạn đường Lê Hồng Phong, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng thì nữ thẩm phán này bị một nhóm đối tượng chặn đường tấn công. Bất chấp việc người phụ nữ này đã nói tôi là cán bộ tòa án, các anh nhầm với người khác rồi, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tấn công, sau đó lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau đó nữ thẩm phán này và tòa án nhân dân Hải Phòng đã báo cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Được biết nữ thẩm phán này trước đây không thủ án cá nhân với ai. Hiện lực lượng công an đang tiến hành truy tìm các đối tượng gây ra vụ việc để điều tra xử lý theo quy định thưa quý vị từ đầu năm đến nay tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá hoại trộm cắp vật tư thiết bị tại các trạm biến áp tủ điện hạ áp gây hư hỏng hệ thống lưới điện đang vận hành và làm gián đoạn việc cung cấp điện trên địa bàn công ty cổ phần điện lực khánh hòa xác định hầu hết các vụ mất cấp chủ yếu là mất dây dẫn bằng đồng nối đất của máy biến áp dây đồng nối đất chống xét bảo vệ tại trạm hoặc dây trung tính trong tủ điện hạ áp trước thực trạng này công ty cổ phần điện lực khánh hòa đã đề nghị công an tỉnh điều tra các vụ xâm phạm trộm cắp vật tư thiết bị của ngành điện để không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đã tiến hành bắt giữ bị can Bùi Mạnh Hùng, là Phó giám đốc Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nguyên trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhận được đơn tố cáo Bùi Mạnh Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Qua điều tra công an xác định Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Nhan Thị Hồng Loan sinh năm 1972, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hơn 400 triệu đồng. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng để điều tra mở rộng và đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Băng nhóm này gồm chín đối tượng do Đặng Đình Hải sinh năm 1997 thường trú tại quận Bình Thạnh cầm đầu. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Hải khai nhận đã cùng đồng bọn tổ chức và thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn thành phố. Sau khi lấy trộm được xe gắn máy, băng nhóm này nhanh chóng bán cho các đối tượng khác để tiêu thụ. Từ lời khai này, lực lượng chức năng tiếp tục bắt thêm Nguyễn Hồng Trung sinh năm 1988, thường trú quận 12, Trần Ngọc Phương sinh năm 1980, thường trú quận Bình Thạnh là hai đối tượng tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng trên trộm cắp được, thu giữ ba xe gắn máy và nhiều tăng vật liên quan. Cùng mai chuyển sang những thông tin cảnh báo. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy để lại hậu quả đau lòng. Đáng chú ý là đa số những vụ hỏa hoạn đều xảy ra tại nhà ở kết hợp cơ sở kinh doanh, đặc biệt là dạng nhà ống ít cửa thông gió và cửa thoát hiểm, khiến các đám cháy tạo nên một lượng khói rất lớn. Việc tiếp cận các nạn nhân hết sức khó khăn mặc dù nguy hiểm là vậy, thế nhưng hầu hết các chủ hộ đều ít quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, thiếu kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, không trang bị các thiết bị chữa cháy trong nhà. Trước thực trạng này, đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa ra những cảnh báo tới người dân, đặc biệt là cần phải trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy và thiết kế lối thoát hiểm khi xây nhà. Ngoài ra, một nguyên tắc quan trọng khác là phải sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5m. Thông tin cảnh báo vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Bản tin 24 giờ hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.